Vâng, xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại channel của mình. Hôm nay chúng ta tiếp tục thông tin về nghệ sĩ Thương Tín, chìm nổi trong tình ái giờ căng mình nuôi vợ con thơ. Thương Tín, người nghệ sĩ hào hoa thở nào, bóng hồng theo ông đếm không xuể. Giờ đây thì ông phải căng mình nuôi vợ và con thơ. Nghệ sĩ Thương Tín là cái tên nổi đình nổi đám qua các bộ phim về biệt động Sài Gòn. Ông sinh năm 1956. Ở cái tuổi này, đáng nhẽ ông được yên ấm, nghỉ ngơi và nơi phải căng mình, bây giờ thì phải căng mình ra nuôi con và vợ, hưởng thụ và rong chơi cùng tiền với tình. Nói về cuộc đời mình thì chính Thương Tín cũng thừa nhận các chuyện tình một đêm của anh rất là nhiều, có thể kể vài cuốn sách cũng không hết. Chỉ riêng những người phụ nữ từng góp gạo thổi cơm chung với Thương Tín cũng đã trên con số 12. Nhớ lại cái thời oanh liệt, sau khi mà thành công trên sân khấu cải lương, ông bắt đầu tham gia vào lĩnh vực điện ảnh và được mọi người yêu mến qua nhiều vai diễn. Hơn 200 bộ phim, Thương Tín gây ấn tượng đặc biệt qua một số tác phẩm như Bài ca không quên, Tiếng đàn, Biển sáng, Tình yêu của em, Ván bài lật ngửa, Trà hoa nữ, Bước qua quá khứ, Chiến trường tia lửa vầng trăng. Vì nổi tiếng, đẹp trai nên Thương Tín rất là hào hoa, thậm chí là có nhiều bóng hồng tự nguyện đến với ông. Nghệ thuật đã đem đến cho ông những cái danh vọng và tiền tài, tiền bạc và cả phụ nữ. Ông từng có cái thời gian vàng son, rong chơi và hưởng thụ. Ngay từ thời đi học thì Thương Tín từng sống thử với hai người phụ nữ tên Thúy và Xuân. Theo lời kể của Thương Tín thì người con gái tên Thúy anh sống cùng năm đó là người Cam Ranh. Họ tình cờ gặp nhau ở Đà Lạt trong một lần Thương Tín đi nghỉ hè cùng bạn. Năm ấy Thương Tín mới 16 tuổi. Cuộc gặp thoáng qua ấy đã đưa cho cô gái kia từ Đà Lạt về Sài Gòn tìm anh. Một phần là để thỏa đáng cái háo sắc của cô ta, vì Thúy đẹp, người con trai nào gặp Thúy cũng tán tỉnh, thế mà Thương Tín lại ngó lơ. Để rồi sau đó Thúy chủ động nói, em được má cho ít nữ trang, mai anh ra mướn nhà để chúng ta ở chung nha. Họ sống với nhau tại một căn nhà nhỏ thuê trên đường Lê Văn Sĩ. Ở với nhau được vài tháng thì họ chia tay vì Thương Tín không yêu cô. Ít lâu sau thì Thương Tín quen một người con gái tên Xuân. Họ ở với nhau 7 tháng rồi Xuân đột ngột biến mất. Hơn một năm sau, Xuân trở lại với một cô con gái gọi là giọt máu của anh. Xuân đặt tên là Thu. Mùa thu cũng là mùa hai người quen nhau. Xuân chính là người tình bí ẩn nhất trong cuộc đời của Thương Tín. Vì suốt thời gian sống với nhau, Thương Tín thậm chí không biết nhà của người yêu mình ở đâu, cô ấy làm gì mà có tiền nhiều thế. Lần nào đi chơi, Xuân cũng là người chi tiền, tính tận ngày trở lại Xuân mới cho biết là rất là nhiều về cô. Thế nhưng khi biết rõ về Xuân cũng là lúc Thương Tín phải ngậm ngùi chia xa Xuân vì đứa con đầu tiên của anh. Xuân khi ấy đã đính hôn với một kỹ sư người Mỹ, còn Thương Tín vẫn đang là một chàng sinh viên nghèo. Vậy là anh chàng để vợ con mình theo người đàn ông kia qua Mỹ. Đến tận bây giờ anh cũng không nhận được bất cứ thông tin về hai người phụ nữ ấy. Người đầu tiên Thương Tín gọi là vợ tên là Thủy Tiên. Có thể nói họ là một cặp đôi oan gia ngõ hiệp. Thủy Tiên vốn là bạn học cùng trường với Thương Tín. Cuộc hôn nhân của hai người không xuất phát từ tình yêu mà từ sự cố. Nghệ sĩ Thương Tín thành thật kể, anh kết hôn với Thủy Tiên vì trách nhiệm của một người đàn ông chót lấy đi lần đầu của người con gái. Họ có với nhau một đứa con trai, bây giờ là ca sĩ phòng trà Bùi Thanh Tùng. Và rồi cuộc hôn nhân này nhanh chóng đường ai nấy đi vì Thủy Tiên hay ghen và rất là ghen tuông vô cớ. Người vợ thứ hai của Thương Tín tên là Trần Thị Nghĩa. Bà Nghĩa là một thương gia giàu có ở Sài Gòn những năm đầu thập niên 80. Cuộc sống của người vợ này đã để lại nhiều dây dứt nhất trong cuộc đời của Thương Tín. Thương Tín kể, Nghĩa yêu tôi vô cùng với sự hồn nhiên tuyệt đối của một người thiếu phụ. Lần đầu họ sống với nhau trong một căn hộ thuê trên đường Cách Mạng tháng 8 quận 3. Sau thì rời về nhà của bà Nghĩa trên đường Hòa Hảo quận 10. Những năm tháng sống với người phụ nữ này, Thương Tín nằm trên tiền theo đúng nghĩa đen. Anh muốn có gì thì có đó, nhà đẹp, xe hơi, đồ dùng đắt tiền. Chỉ có điều anh chưa một lần ngày yêu Nghĩa. Sau đó thì anh quen Phương Quỳnh, diễn viên chương trình Trong Nhà Ngoài Phố trên đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Phương Quỳnh mang thai được 6 tháng thì bị sảy do quá mây nhảy đầm. Tình cảm của họ sau đó nhạt dần rồi Quỳnh vượt biên đi Mỹ.
Người phụ nữ thứ 6 góp gạo thổi cơm chung với thương tín là Hồng Nhung, một ca sĩ vũ trường. Hồng Nhung vốn là cô con gái của một người bạn của thương tín. Lúc đầu thì gia đình Hồng Nhung phản đối chuyện tình cảm của họ, nhưng người phụ nữ này quyết bỏ nhà đi theo thương tín. Họ sống với nhau 10 năm, trong khi thì thương tín cứ khao khát tìm một đứa con, thì Hồng Nhung cứ hễ có bầu lại lặng lẽ đi phá, cứ thế 5 đến 6 lần, thế nên họ giải tán quốc hội. Giải tán quốc hội nha các bạn ha, nhớ bấm like, subscribe nha các bạn nha. Một thời gian sau thì khi chia tay Hồng Nhung thì thương tín cặp với một nghệ sĩ có tên là HD. HD nha các bạn, cái tên rất là quen quen. Lúc đầu họ yêu nhau, nhưng sau một thời gian thì cả hai thấy không hợp. Đúng lúc này thì HD có bầu nên họ quyết định bỏ cái thai. Người phụ nữ thứ 8 có tên trong cuộc phiêu lưu tình ái của thương tín là nữ hoàng ảnh lịch Mỹ Diễm My. Cuộc tình của họ kéo dài 2 năm. Sau hồi ký thương tín ra mắt thì Diễm My cũng từng chia sẻ trên báo về cuộc tình của họ. Cô khẳng định trong cuộc tình đó cô là người chủ động tán thương tín và nhiều người đàn bà nữa. Trong cuộc đời thương tín thì anh chỉ duy nhất có một lần làm đám cưới, chính là cái đám cưới với Lệ Hằng. Tiếc rằng cái đám cưới này chỉ là thủ tục để cho anh hợp pháp qua Úc, chứ giữa hai người chẳng có cái chuyện yêu đương nào. Nhưng dự định đi Úc không thành khi thương tín phát hiện Lệ Hằng là một mắt xích trong đường dây buôn bán ma túy quốc tế. Người phụ nữ tên là Hà, công tác trong một ngân hàng thương mại cổ phần, là người thứ 11 góp gạo thổi cơm chung với thương tín. Và nửa đời tưởng như có đôi trong tay mọi thứ, nhưng vì mãi rong chơi không biết giữ mình nên thứ mà thương tín nhận được là tai tiếng và sự hụt hẫng. Việc dính líu đến cờ bạc đã khiến ông gục ngã và tuyệt vọng. Ở cái thời kỳ đỉnh cao thương tín thì biết bao trái tim khán giả phải thổn thức. Tuy nhiên hơn 20 năm sau, hình ảnh ngôi sao màn bạc năm xưa không còn đâu. Giờ đây thì người ta chỉ thấy ông với gương mặt xuống sắc, in đậm dấu vết thời gian. Thương tín thì già nua với gương mặt rất là xuống sắc, in đậm vết thời gian ở tuổi 60. Từng trải qua nhiều cuộc tình và những cuộc hôn nhân thất bại, thương tín tưởng đâu sẽ sống một cuộc sống cô độc đến hết cuộc đời ở tuổi 58. Ông bất ngờ chia sẻ với mọi người về cuộc hôn nhân với một cô gái trẻ chỉ mới 20 tuổi và việc ông được lên chức bố. Người vợ thứ tư của thương tín là Kim Chi. Được biết khi mà bạn trai của Kim Chi qua đời đó, ông là người hay đến động viên chăm sóc cô. Sau một thời gian gần gũi thì hai người đã bén duyên. Thương tín là phải thừa nhận rằng sự xuất hiện của cô con gái chính là bước ngoặt trong cái cuộc đời của ông. Thời trẻ mang tiếng là diễn viên danh giá, nhưng lại phải tích lũy được gì? Chẳng được tích lũy được gì, nên là buộc phải miệt mài trở lại phim trường tích cực kiếm tiền để nuôi con. Ông bộc bạch: tôi đóng phim phần lớn chỉ vì con gái. Tôi thấy mình thời trẻ kinh tế đủ đầy, nhưng mà không có con gái để lo thì giờ để con gái chịu thiệt thòi cực khổ tôi không chịu được. Dù đã 60 nhưng mỗi lần đi đóng phim thì thương tín đều sử dụng xe máy để di chuyển. Có những lúc địa điểm quay phim cách xa tới hàng trăm cây số. Quay về khuya ông vẫn cố gắng để về nhà, chỉ vì sợ ở lại tốn tiền thuê nơi ở trọ. Việc nuôi một đứa con ở thời điểm hiện tại với thương tín quả thật là hết sức khó khăn và không hề đơn giản. Bản thân ông đã già, còn con gái thì quá nhỏ. Nam diễn viên này còn cho biết ông chấp nhận đóng tất cả các thể loại vai và nhận những cái vai nhỏ để xin tiền nuôi con, để có tiền nuôi con. Hào quang ngày xưa nay chẳng thể mài ra mà sống được, nên thương tín tranh thủ mọi cơ hội nhằm kiếm cơm nuôi gia đình. Và đến nửa tuổi cuộc đời rồi các bạn, thương tín vẫn lọ mọ đi kiếm tiền nuôi con thơ. Quả là một cái câu chuyện mà các bạn nên nhớ rằng chúng ta nếu mà khi có tiền, chúng ta hãy tích lũy và chúng ta sống có mục đích, chúng ta tiết kiệm. Chúng ta thấy cái bài học của thương tín là một bài học mà các bạn có thể nhìn thấy rằng là rất là rõ ràng. Con gái ông năm nay cũng gần 6 tuổi, đang ở cái độ tuổi ăn, tuổi lớn nên tốn nhiều chi phí. Mỗi tháng chi phí cả gia đình khi mà sống ở Sài Gòn phải hơn chục triệu. Tháng nào thương tín đi đóng phim thì còn đỡ, tháng nào không có vai diễn thì phải ở nhà và đói. Nói đến cái câu chuyện tương lai thì nam diễn viên nức tiếng một thời ngao ngán chia sẻ: tôi còn sức thì còn cày cuốc để nuôi con, chỉ sợ mai này sức khỏe xuống thì tính sao, có lẽ phải đưa con về quê cho đỡ tốn chi phí. Mặc dù không yêu cô vợ trẻ nhưng thương tín vẫn nhận lấy cái trách nhiệm của một người đàn ông, một người cha vì con gái. Thương tín quyết định quay trở lại với màn ảnh.
hiện giờ thì anh đang sống khá yên ấm với người phụ nữ này. Vâng, đây là một câu chuyện mà về thương tính. Tuổi trẻ thì ăn chơi cho cố lắm vào, bây giờ thì phải đông đưa để đưa đẩy những cái câu chuyện mà như thế này, rất là đáng tiếc à, các bạn ha. Chúng ta nói về cái hồi ký thương tính á, tiết lộ ca sĩ Hồng Nhung phá thai 5 lần thì gây tranh cãi. Cái cuốn hồi ký của thương tính Một Đời Giông Bão đã miêu tả khá là rõ nét về mảng tối và cay đắng của suốt cuộc đời 60 năm của ông. Hào hoa nhưng rất là bất hạnh. Khi ở cái ngưỡng cửa này á, ngưỡng tuổi này thì các bạn biết rồi, anh Sáu Tâm, tức là thương tính đóng cái vai mà ăn đứt cái tên Sáu Tâm gắn liền với tên của mình, của Biệt Động Sài Gòn, hồi hộp giới thiệu là đứa con mang nhiều bí ẩn của cuộc đời anh trong cuốn hồi ký thương tính Một Đời Giông Bão. Trong cái cuốn hồi ký này thì thương tính cũng kể lại những cái biến cố trong cuộc đời 60 năm qua của mình, và nổi bật lên là hình ảnh một anh chàng diễn viên đào hoa bậc nhất màn ảnh Việt Nam nhưng mang nhiều ưu tư và muộn phiền. Thương tính thì Một Đời Giông Bão khiến nhiều khán giả phải thốt lên rằng sao cuộc đời ông toàn những cái chuyện không vui và bất hạnh. Ông chỉ cười xòa và nói rằng trong cái đời sống tình cảm riêng tư chưa phải nhận được một cái vị ngọt ngào nào, cứ như là lầm lũi đi hết cuộc đời vậy. Có khoảng 20 bóng hồng xuất hiện trong thập kỷ cuộc đời của ông, có những cái mối tình khắc cốt quy tâm nhưng cũng có những cái ngang trái gian dở. Có đăng ký kết hôn nhưng chưa một lần đón dâu, đến khi khá giả thì mỗi người một phương. Đúng như nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh đã từng quả quyết rằng là thương tính thuộc dạng người bị yêu. Ông không cần lang thang tìm kiếm chinh phục mà những người đàn bà đó tự đến với ông. Điều này được minh chứng bằng cái chi tiết ông đã từng bị một người phụ nữ trung tuổi và một ông bầu lạm dụng nhiều lần. Tuy nhiên đó chỉ là một góc nhỏ trong quãng đời đầy u ám của thương tính. Những cái cuộc tình mà ông kể với khán giả chỉ là những cái nhân vật khiến ông còn nhớ đến, và còn rất là nhiều mối tình một đêm chưa bao giờ đề cập. Vì những lý do rất là đơn giản, vô tình mà đến với nhau. Nhưng nghệ sĩ cũng tâm sự rằng đời tôi chưa một lần đi lừa gạt ai để cho họ có tình cảm với mình. Có thể tôi vẫn chiều họ nhưng đến trong lòng không có tình cảm thì vẫn nói anh không yêu em. Từ người vợ đầu tiên đến những cái mối tình chóng vánh hay là nữ hoàng ảnh lịch Mỹ Diễm My đều xuất hiện trong dòng hồi tưởng của anh. Mặc dù dưới con mắt của một người tình thì sau cuốn đọc hồi ký ấy thì cô cho rằng thương tính kể cũng còn quá sơ sài, mặc dù ông có thể miêu tả được chi tiết hơn thế. Câu chuyện tình cũ của thương tính và Diễm My được khán giả quan tâm hơn khi thấy nữ hoàng ảnh lịch trở ra Hà Nội để dự buổi ra mắt cuốn hồi ký của cố nhân. Chị cũng sẵn sàng thừa nhận rằng mình là người chủ động tán tỉnh thương tính và cũng là người ngỏ lời thôi anh ở lại ngủ đi chứ đi bộ về nhà mệt lắm. Và sau đó thì hai diễn viên cùng nổi tiếng ở thập niên 1980-90 đã đi vào cuộc đời của nhau. Được miêu tả kỹ càng và rõ nét hơn là cả ca sĩ Hồng Nhung, một ca sĩ gốc Hoa chuyên hát nhạc sơ động và kém thương tính đến 11 tuổi. Mối tình giữa một cô gái với bạn của bố kéo dài hơn 10 năm và đầy biến cố. Mặc dù gặp sự phản đối của bố nhưng mẹ Hồng Nhung vẫn lén lút cổ vũ con và dọn đồ sang ở với thương tính. Chung sống được một thời gian thì thương tính rất thèm không khí của một gia đình, còn Hồng Nhung thì vẫn chấp nhất không hy sinh sự nghiệp của bản thân. Chính vì thế trong suốt khoảng thời gian 10 năm ở chung, cô đã lén giấu tình nhân đi phá thai 4-5 lần. Ông chỉ biết được sự thật này khi nghe kể qua lời của bác sĩ. Đã quá nửa cuộc đời, thương tính vẫn còn nhiều tiếc nuối và vương mang. Đọc thương tính Một Đời Giông Bão thì khán giả không còn nhớ đến một thương tính như một tay chơi khét tiếng, thay vì đàn bà như thay áo, thay đàn bà như thay áo, mà sẽ thấy một góc khuất của cuộc đời ông, những cái tiếc nuối phải nói là chán đát cho đến khi mà già vẫn không còn lan tỏa khắp, rong ruổi khắp cuộc đời. Các bạn, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi. Nhớ like, subscribe, ủng hộ tiếp video của mình nha các bạn nha. Mất 15 cuộc đời của anh, phút cuộc đời của anh em rồi, 15 phút cuộc đời. Mình không phải là một MC chuyên nghiệp nên là lâu lâu nó cũng vấp một chút xíu nha các bạn, thông cảm nha. Một MC dẫn chương trình vài sơ sơ thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tâm sự hôm nào mình có những cái câu chuyện khác vui hơn mình kể cho các bạn nghe nha. Yêu các bạn rất là nhiều. Nhớ đăng ký kênh như các bạn nha. Mình sẽ cố gắng làm những cái video hay hơn về cái hành trình và cuộc sống của mình nha các bạn nha. Mình cũng đào hoa không kiếm thương tính.